dừng lại đây. Xuống dưới sẽ dễ thì hơn. Ghế. Phi, con bé nào vậy? Nó là gì của thằng ấy? Con Quyên, vợ của thằng Dũng tiến sĩ, lấy nhau 2 tháng mới sang. Bọn nó bị trục xuất khỏi Nga nên vượt biên sang đây. Mà anh quan tâm làm đếch gì? Anh thích thì em giữ nó ở lại. Non hơi lắm. Cô này lại đi sao? Mau lên, mau lên. Lên bờ chờ chuyến sau. Anh Dũng. Mau. Cô đi sai. Đi. Mau. Này. Dừng lại. Dừng lại. Cô chạy thẳng về phía trước đi. Lát gặp lại. Cầm lấy. Muốn trốn đi hay muốn giết tao, em nên dùng dao này. Tốt hơn. Rừng có sói, gấu, chẳng ai biết đường ra ngoài tao. Cứ đâm đi. Đâm đi. Em giết tao, rồi em cũng tự tử chết một mình. Chết đói, chết lạnh,
Cho dù em có tìm được đường ra cũng bị cơm nó nhốt. Vậy thôi. Đó, nó bị vợ phản bội, nó giết cả vợ cả con rồi. Đó là ai vậy? Là người Đức tên Han, nhưng mà đã từng có thời gian về Việt Nam nghiên cứu về rừng. Cha này biết tiếng Việt nên thỉnh thoảng vào chạy tị nạn phiên dịch hộ. Thôi tôi về đây.
Tao đi tới chiều mai mới về. Lẽ ra không cần đóng cửa, nhưng tao sợ em sẽ làm mồi cho sói. Gã mới đến tên là Dũng, đảng viên trường đại học. Anh cũng biết lão à? Lúc trước nó có dạy anh một học kỳ, nghe nói lấy bằng tiến sĩ ở Nga, sau này về nước có dạy ở Hà Nội và cả Sài Gòn nữa. Sao trông lão buồn vậy? Ở cái bếp này thằng chó là chả giống nhau. Nó buồn vì lão mất vợ, hoặc có thể đau khổ vì công cuộc hầu hạ chưa quen. Này ông, yên phận hầu bàn đi. Đã vào đây rồi, không còn con đường nào khác cả đâu. Xin đồ lên đi, tao có mua đền em vài thứ là vàng. Cái này mang về cho em đưa nó thăm. Tuyết dày lắm, không đi nhanh hơn được. Mua cái dầm thư vớ vẩn, ta phải đi 3-4 nơi, gần 300 cây. Lỡ có giường cháu chảo phàn, dắt có xíu nha, phải đi la lì tì. Thầy, em vừa tìm được chỗ chạy bàn mới, lương cũng khá, việc lại nhàn, chủ quán người Việt luôn. Tôi đã bảo, thả cắn răng chịu đựng bọn Nhật bọn Tàu, còn hơn mày tao vui vẻ với bọn Việt. Tôi làm ở đây được rồi.
thức ăn tao đã làm sẵn. Đói thì ăn. Còn muốn đi tiếp thì tùy. Bên Đức đang có yêu cầu một đơn hàng lớn, hơn 10.000 cu. Em sợ bọn nó phá đám. Mẹ kiếp, đúng là toàn đồ đen chơi nhau. Cái này không khá được. Mày nghe được gì không? Em nghe nói bọn Nghệ với cô Bẻ cũng muốn tham gia. Bọn nó vẫn cái cú hơn thua mình vụ trước. Bọn nó nói nếu anh đặt chân vào Đức, nó thịt. Tao cứ nhận tiếp, xem bọn nó làm quái gì được tao. Tao quyết rồi, tao sao không một lần trốn trong cái gió rừng này nữa. Anh Chuyết, thank you.
Em tốt lắm. Tao biết. Em chẳng bao giờ yêu tao. Cho dù tao có chiếm được thân xác em. Đó cũng là một sự trả giá. Em vẫn còn vương vấn thằng chồng của em à? Đời tao là kỹ sư địa chất, mười mấy năm lặn lội, rồi lấy vợ, ở nhà tập thể, dồn hết vốn liếng cho vợ đi xuất khẩu lao động. Nó gửi tiền về, bảo em nhớ anh. Em thương anh. Tao sang đây. Nó đang ở với thằng khác. Nó và thằng bồ của nó định giết tao 3 lần. Bây giờ chúng nó đang tính tới lần thứ 4. Còn lâu. Tao là hùng. Hùng địa chất, lội suối trèo đèo hàng chục năm. Ông sợ mẹ gì chúng mày? Mỗi năm, ta đưa hàng trăm người vượt biên, đủ các loại người. Hầu như tất cả đều vì miếng ăn, vì muốn có tiền mà rời quê chạy sang đây. Nếu tao có vài gần rút như vợ chồng em, và nếu như tao có một người vợ đẹp như em, thì chẳng bao giờ tao ra nước ngoài làm gì. Em nghĩ chỉ có em đang bị cầm tù. Chính tao và những người khác cũng đang bị cầm tù.
lúc mới đi Tây, người ta ham hố, thích thú lắm. Càng sống lâu, khi mọi vật chất trở nên nhạt, mới thấy con người cần nhiều thứ khác, còn lớn hơn vật chất. Em nghĩ xem, ta tránh ngược khu này với 3-4 người nữa, đưa người vượt biên, chuyển thuốc lậu, tiền lậu, đời thật chó. Cái thai này của tao, đứa trẻ sẽ phải làm cái sinh. Nó phải được sinh ra ở trong bệnh viện, chứ không phải do rừng này. Nó cần có một người bố. Tao sẽ cưới em, tao sẽ là bố nó. Chúng ta phải làm lại từ đầu. Tao muốn em làm vợ. Tao yêu em, yêu thật. Tao có thể làm cho em bất cứ điều gì em muốn. Hãy cho tôi về với chồng tôi. Chồng tôi. Có chuyện gì vậy anh? Theo anh biết, nó có thai. Còn ai? Là của tao. Anh yêu nó thật à? Mày điên à? Cuộc sống của tao với chú mày trên đè dưới búa, tao không muốn vướng bận. Anh, em xếp đồ đi. Hôm nay đi sang Đức, anh sẽ đưa em về với chồng. Xếp đồ đi, nhanh.
tôi cũng không. Eine Wasser, bitte. Gegen 16.25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 263 zu einer Verfolgungsjagd mit dem anschließenden Unfall des Fluchtfahrzeugs. Der Schmuggler Nien war nach Zeugenaussagen alleine im Fahrzeug und wurde vor Ort verhaftet. Ich gebe zurück ins Studio. Chị cứ đi thẳng hết dãy nhà, qua cổng bảo vệ, đến khu container, phòng cuối cùng tầng 1. Chồng của chị đang ở đó. Tôi phải trở về gấp xem anh Hùng thế nào.
Sao anh không ngủ? Không có gì. Ai dạy em kiểu ấy vậy? Em học ở đâu vậy? Làm gì có thằng đưa đường? Đám thầu khấu nào mà tử tế đến như vậy? Bắt, hiếp, chừa và thả ra, lại còn đưa đi tìm chồng. Vô lý. Quá vô lý. Phải có cái gì với nó chứ. Nhất định phải có tình ý với nhau. Tò mò mà nuôi con mẹ. Nghe nói nó làm salon cho mấy đại gia bên Nga đấy. Đúng là đồ ngu. Anh Dung, đi uống với em đi. Xưa tôi đang hy vọng bao nhiêu về một vị trí xứng đáng ở thế giới phương Tây, thì ngay sau vài ngày nhập trại lại thất vọng bấy nhiêu. Bằng cấp, học vị của tôi giờ đây chỉ là thứ di lộ. Đồng hạng với những kẻ vô học, với những kẻ ngày lại ngày vùi đầu vào những cuộc sát phạt cò con hoặc những màn hình rẻ tiền, và việc làm dành cho chúng ta cũng phải chui lùi. Dù là công việc mặt hạng nhất, rửa bát hoặc dọn dẹp quán ăn như thế này. Chó má không. Nhất định thay đổi. Phải thay đổi.
Dũng. Alo. Ai gọi cho cô đấy? Thằng Hùng nó gọi đến phải không? Là bạn hắn gọi. Anh ta nói Hùng đã tỉnh, nhưng tính mạng còn nguy hiểm. Cô còn yêu thương nó? Cô vẫn tư tưởng đến nó? Cô đang chờ nó? Em không có. Đồ chơi cháu! Đi! Cô là con đi! Cô đúng là con đi! Cút! Xéo khỏi nơi đây! Thank you.
Cô sẽ không sao đâu. Hãy đứng lại với chúng tôi. Hình như có gặp ác mộng. Cô có muốn tôi báo cho ai? Không. Tôi sợ lắm. Tôi sợ tất cả bọn họ. Tôi vừa gặp bác sĩ. Họ nói đưa bé vẫn rất khỏe. Cảm ơn anh. Guten Abend. Anh đã làm việc với sở di trú. Họ nói em sẽ phải về nước nếu không có một việc làm ổn định. Với hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể về nước được. Nếu em không ngại, việc vừa giúp ở trại dưỡng lão, anh sẽ bàn thử với họ. Anh đã xin đổi cho em tới ở một trại tị nạn khác. Trại này ở ngay gần đây. Anh thật tốt. Ăn Tết những căn rừng ở Việt Nam vì rừng mãi xanh. Những người ở đó thật dễ gần, khiến anh luôn nhớ đến họ. Em cũng thường nghĩ tới mẹ. Không biết em còn cơ hội được chăm sóc bà nữa hay không. Em cũng đừng trách mình vì ràng nhớ giữa đúng và sai không hẳn là có sự khác biệt. Đã đến lúc rồi phải không? Thank you.
cuối cùng em yêu người như thế này. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu sống mẹ con em. Nhờ có anh mà đứa bé này mới được tồn tại. Bây giờ em đã được làm mẹ. Anh sẽ sống vì đứa bé này. Em có thể tạm trú ở nhà tôi. Dù sao nhà tôi vẫn còn một phòng trống. Như vậy sẽ tốt hơn cho đứa bé. Cảm ơn anh rất nhiều. Em biết anh là một người tốt và luôn lo lắng cho mọi người. Nhưng mẹ con em không thể làm phiền anh thêm nữa. Em có thể trả tiền thuê phòng sau mà. Đến khi nào em mới có thể trả được cho anh? Em không cần sợ nhiều người ở đây à? Trước thì có. Nhưng bây giờ em không còn sợ họ nữa. Frau Quyên, guten Morgen. Cô là cô Quyên phải không ạ? Vâng, chào ông. Tôi xin được giới thiệu, tôi là người cô sư sĩ chú. Mời ông vào nhà. Cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi vẫn phải đi gặp nhiều người. Tôi đốc điều đến để thông báo vị chú nhà muốn giữ đúng căn nhà này vào mốc mục để khách. Nên sắp tiết mọi người chuẩn bị phải rồi khỏi cú nhà chúc ngày mùng 8 tháng này. Tôi rất là làm thiết cho cô. Chào cô. Cigarette meter. Cigarette meter. Morgan. Morgan là thuốc gì hả anh? Anh nghe anh, thuốc Morgan là thuốc gì hả anh? Làm cất chứ có thuốc Morgan. Morgan là ngày mai đó, thằng ngu ạ. Vâng. Nó không biết thì chỉ cho nó. Thôi đi.
Haben wir dich endlich! Los! Du bist festgenommen! Hände auf den Rücken! Hopp! Halt! Das hier haben Sie verloren. Danke. Bitte. Komm, hopp! Na los! Vâng, cảm ơn cô. Cô ta, tại sao không để em đón cô ta về? Đôi khi như vậy sẽ tốt hơn. Tôi muốn làm giấy chứng tử. Ở đây có làm được không? Ở đây giấy tờ chứng nhận gì mà làm không được? Chồng chết hay vợ chết? Là tôi. Phương Sói. Hùng, mày còn sống à? Tất cả tiền cướp được đưa hết đây. Từ bây giờ đây là địa bàn của tao. Muốn sống thì đừng để tao thấy mặt chúng mày. Mày đừng có hòng. Thằng chó.
Tại sao anh tha cho bọn nó? Chúa Hoàng, giết bao nhiêu thằng mới đủ? Ja, ja, ich bin hier. Trời, sao vậy? Anh không an tâm khi để hai người ở trại. Anh Han, em chỉ xin anh ở lại đây đến khi nào em có thể tìm được nơi ở mới. Anh đã tính tiền, đâu mà em lo. Để anh chuẩn bị phòng. Em chào anh. Em gửi anh ạ. Còn thiếu. Dạ. Còn thiếu. Dạ anh. Anh cho em cất đi. Khi nào hàng về em gửi anh luôn. Không sao. Có điều anh có người bạn có đi chào mới sang. Đang kẹt ở đây. Chờ sang Đức mà chưa có công việc gì. Và lâu cũng buồn. Nhờ chú giúp nhé. Dạ vâng ạ. Người Việt cả mà. Anh. Mày muốn gì? Cảm ơn cháu. Mời chị. Tôi có đặt hai phần, dưới tên là Huệ. Của chị đây. Cảm ơn chị. Guten Morgen. Ich habe gerade erfahren, dass Frau Green hier lebt. Ist das richtig? Ja. Gibt es Wetter ein Problem? Uống sữa đi con. Wenig finanziell, wer sie bergen kann. Dürfte sie in Deutschland bleiben, nicht wahr? Nur wenn sie ihre Ehefrau wäre, ausnahmslos. Außerdem müssen sie stabile Arbeitsverhältnisse nachweisen. Danke. Auf Wiedersehen. Có chuyện gì đúng không anh? Là người bên sở ý chú. Họ muốn em lên gặp. Họ cần em có một công việc ổn định, hợp pháp, hoặc em sẽ có thể phải trở về nước. Em xin lỗi đã làm phiền anh như thế. Em nghĩ em nên quay lại khu nhà cũ. Anh có một lời đề nghị. Họ nói anh chỉ có thể bảo lãnh. Như chúng ta là vợ chồng. Ý anh nói là vợ chồng. Chính nghe nghĩa. Hans, em biết anh rất tốt với em và bé An. Nhưng em đã có chồng. Em vẫn cho Dũng sẽ trở về.
thập được gì nhiều. Lão chủ ở khu chợ rất là kín tiếng. Em nghe nói lão nổi tiếng là mì ăn liền ở khu chợ Ukraine. Và bây giờ muốn mở thêm ở Ba Lan và thiệp khắc. Novino, anh muốn gặp. Em đã liên lạc, nhưng mà nó không chịu gặp. Con có muốn vào chùa với mẹ không? Không, con đây chơi. Vậy con ở đây chơi ngoan nhé. Dạ. Chị thấy thức ăn của em làm ngon đấy. Mà bên chị cũng đang cần tìm người cung cấp bữa ăn cho công nhân. Hay là em làm thử cho chị khoảng 50 suất đi. Cảm ơn chị. Chị cứ cho em địa điểm và thời gian. Em sẽ cố gắng làm thật tốt. Hy vọng có thể hợp tác lâu dài cùng với chị. Vậy nhá, chị đi đây. Anh, nhiều đồ ăn quá. Giờ làm sao? Cứ để mấy hộp ở đây. Còn lại đem ra cho mấy anh em ở chợ. Phi à? Dạ. Bên kia sao rồi? Có một số ít người ham rẻ chạy sang. Còn lại em cho người làm việc giảm 30% tiền phụ thu. Dù sao mối lái nó vẫn quen bên này hơn. Bên kia không có tiện đường, mà chưa chắc đã có hàng tốt. Bọn nó lấy Phương Sói ra chống lưng. Mà thằng Phương Sói còn căm anh em mình vụ Jin 139. Anh nghĩ cứ để xe hàng chở thẳng vào chợ để tiện cho việc bốc xếp. Em sợ bọn nó phá đám. Vào thì xử. Sợ gì? Cho xin chuyển hàng vào với. Vào chỗ nào? Chỗ bán quần áo đây. Vào vô tư. Đi. Sao rồi? Chưa chết được đâu. Đưa nó vào bệnh viện, mau.
Hôm nay sẽ là ngày chấm hết của mày. Nhưng tao muốn mày sống không bằng chết, để mày biết thế nào là nhục, nghe con. Tôi đã làm tất cả những gì mà anh muốn. Chiếc ví không có gì khác ngoài giấy tờ và một chiếc kẹp tóc. Đôi lúc em cũng muốn về Việt Nam, nhưng em luôn sợ định kiến, nhất là đối với mẹ em. Vì bà là một nhà giáo được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Liệu bà có thể chịu đựng được sự thật rằng lâu nay em vẫn luôn nói dối? Em rất hạnh phúc với chồng, nhưng em nghĩ em sẽ phải rời nơi đây thôi. Vì em luôn có cảm giác em không thuộc về nơi này. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng tồi tệ như ta nghĩ. Em cũng đang cố gắng lạc quan. Em luôn nghĩ tới những điều tốt lành và hy vọng những điều tốt lành sẽ lại đến với em. Nhưng tất cả đều ngược lại. Em thực sự không biết mình phải nghĩ sao nữa. Nếu em không chấp nhận định kiến thì em sẽ không vượt qua nó được. Hãy quên đi những quá khứ đau buồn và cho mình một cơ hội khác. Hãy nghĩ đến lời đề nghị của anh. Em không thể. Mặc dù em biết Dũng có thể sẽ không về, nhưng em không thể sống giả dối với anh. Chào chị. Chị còn nhớ tôi không? Còn tôi thì biết khá nhiều về chị. Chị là người mà anh Hùng yêu, rất yêu. Tôi còn nhớ anh là người đưa đường. Anh Hùng đang gặp nguy kịch, không biết nó có qua khỏi hay không, nhưng mà tôi biết chắc người anh ấy muốn gặp bây giờ là chị. Việc đó thì có liên quan gì tới tôi? Chị Quyên, tôi chưa từng bàn xin ai bao giờ cả. Nhưng hôm nay
Tôi xin chị. Năm năm em vẫn rất đẹp. Anh vui vì em đã đến. Cảm ơn em. Em đến vì đứa bé này. Anh. Quyên, chị có việc cần nói với em. Chính Hùng đã bảo chị đến tiệm tôi đặt đồ. Đúng vậy. Anh ấy mua hàng rồi đem chia ở khu chợ. Chị chịu ơn anh ấy rất nhiều. Chị sẽ làm tất cả những điều mà Hùng muốn. Nhưng gia đình anh ấy ở Việt Nam bây giờ không còn ai. Cổ phần khu chợ do chị chăm sóc. Bất cứ khi nào Quyên muốn, nói với chị. Toàn bộ cổ phần của anh ấy sẽ được chuyển cho Quyên làm chủ. Tôi đâu có cái duyên đấy. Mian. 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 Chào chị. Nếu chị muốn gặp con chị, hãy đi theo tôi. Chào em. Còn em đâu? Em yên tâm,
nó đang ngủ. Một lát tỉnh dậy ngay. Em muốn gặp nó ngay. Không vội. Em muốn nói chuyện với một lát. Ngay ở Đức, đã có người bảo Hans giỏi tiếng Việt hơn nhiều người Việt. So với Hans, anh không có gì cả. Dù so với người khác, giờ đây anh đã có rất nhiều. Anh đã chuẩn bị cho em một trang trại lớn. Nếu em không còn giận anh, em mới nhận lấy. Cảm ơn anh. Em có thể tự lo được. Có gì đâu. Mọi việc bây giờ đều thật sự rất tốt đẹp. Anh có địa vị và rất nhiều tiền. Em khỏi lo. Dũng, đấy đâu phải là những thứ em cần. Trước đây, vì yêu anh mà em đã cùng anh sang đây. Lúc đấy em cứ nghĩ có tình yêu, người ta có thể vượt qua được tất cả. Mọi khó khăn, mọi rào cản. Không có gì có thể chia cách được tình yêu. Cuộc đời thực sự đâu như em suy nghĩ. Có thể lúc trước anh đã tính toán quá nhiều, nhưng khi sống cùng em, anh thật sự đã rất yêu em. Anh cũng từng muốn thay đổi vì em. Cái đau đớn nhất trong đời anh là anh đã mất em. Em biết chứ, người đã tách anh ra khỏi em là ai? Anh Hùng. Không phải. Anh nói về Phi. Nó sẽ không làm phiền em nữa. Anh đã bắt chúng phải trả nợ. Từng đứa một. Ngay cả Hùng, em vẫn còn tiếc rẻ cho nó hả? Dũng, hãy để cho em có một chút gì đó tôn trọng anh. Trước đây em đã từng rất yêu anh, rồi sau đó là hận anh. Nhưng em vẫn chờ anh quay về. Anh thực sự là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời em. Xin anh hãy đừng làm xáo trộn cuộc sống của em thêm nữa. Hãy buông tha cho em. Hãy trả con lại cho em. Nó là con của thằng Hùng. Nó là con em. Nó là lý do duy nhất để em tồn tại. Mẹ ơi.
vì danh dự. Han thân mến, khi anh đọc bức thư này cũng là lúc em đã rời xa. Em phải đi để quên những chuyện đau buồn. Cảm ơn anh về tình cảm anh đã dành cho mẹ con em trong suốt thời gian qua. Đây là quãng đời em sẽ ghi nhớ mãi trong tâm trí mình. Anh biết em không thuộc về thế giới của Hùng, không thuộc về thế giới của Dũng. Em cũng không thuộc về nơi này. Và anh biết nơi xa nhất mà em có thể đi bây giờ là trở về quê hương. Anh sẽ không bao giờ quên em. Để lại rừng thông tuyết trắng, để lại